Cây lúa ngu ngốc. Chà, vậy là đã cấy xong trước khi nắng lên cao. Này, này, các người định làm gì thế? Tránh xa tôi ra. Ôi, lại gì thế này? Tránh ra, con vật bẩn thỉu kia. Gì mà ầm ĩ lên thế? Có ai làm gì cô đâu mà cô cứ bù lu bù loa lên. Thật là khó chịu khi phải sống ở dưới này. Chao ôi, cuộc sống ở trên kia mới thật là tuyệt vời làm sao. Ước gì mình được sống ở nơi cao ráo, sạch sẽ đó. Nắng quá, nóng quá. Không thể nào ở đây lâu thêm được nữa. Để rồi phải chết mòn chết mỏi ở nơi này. Để rồi hứng chịu mưa nắng, phí hoài tuổi xuân. Phải nghĩ cách thôi. Sắp tới phải làm cỏ sụt bùn thôi. Phải nhanh nhanh để cho chúng đẻ nhánh nữa chứ. Mình đã có cách rồi. Đào, để tao làm cỏ cho chúng mày nhé. Sao lại có cây lúa lệch hàng thế này? Ở đây mưa không đến mặt, nắng chẳng đến đầu. Trời có mà mưa suốt ngày, mình cũng chẳng làm sao. Rồi mình sẽ sinh sôi, nảy nở, cho những bông lúa mẩy vàng, triểu nặng. Ơi, mình thật là thông minh quá. Họ trổ bông từ bao giờ thế nhỉ? Năm nay lúa được mùa, bông nào bông nấy nặng trĩu vàng óng. Mình sẽ chọn những hạt lúa mẩy nhất để giống sang năm, hy vọng lại được mùa. Nhưng mà trước hết phải làm sạch cỏ chỗ này, kẻo nó lại lan xuống ruộng lúa. Phải đốt cho tiệt cái giống cỏ hại. Không, không, cứu, cứu tôi với, cứu tôi. Trời ơi, tưởng là được an toàn, hưởng thụ. Ai về lại bị đốt thành tro bụi thế này, tự mình hại mình rồi. Ngôi nhà bên bờ vực. Hôm nay kiếm được khá nhiều cà rốt, mình tha hồ ăn dần. Ôi, nhà của tôi, nhà của tôi. Trời ơi, nhà của tôi, phải làm sao bây giờ? Mình phải dựng nhà ở chỗ khác thôi. Mình nên dựng nhà ở đâu được nhỉ? Phong cảnh này đây thật đẹp. Nếu mình dựng nhà ở đây thì lúc đó ngôi nhà của mình sẽ đẹp nhất khu rừng này. Các bạn khác sẽ tha hồ ganh tị. Mình bắt đầu thôi. Này thỏ, bạn đang làm gì đó? Tôi đang kéo gỗ để dựng nhà.
Trên khoảnh đất có bụi hoa thực dược đỏ kia kìa, nơi cực kỳ lý tưởng cho căn nhà mơ ước của tôi. Gì cơ? Bạn định dựng nhà ở đó ư? Không được đâu. Ơ, sao lại không được? Bạn không thấy dựng ngay cạnh bờ vực rất nguy hiểm hả? Nhỡ xảy chân thì nguy. Bạn yên tâm, tôi sẽ làm hàng rào gỗ xung quanh ngôi nhà, thế là an toàn. Ở đây địa thế khó khăn, vận chuyển gỗ thôi cũng thấy khó lắm rồi. Khó khăn tôi cũng làm cho bằng được, ngại gì chứ? Anh không biết rồi, ở bên bờ vực, đất đầy sỏi đá, lại còn dễ bị sụp lở lắm. Sao anh lại ngăn cản tôi thế? Bất kể anh có nói gì đi nữa thì tôi vẫn cứ làm. Hey, tôi chỉ lo cho anh thôi. Nếu anh không nghe tôi thì thôi vậy. Tôi đi đây. Chắc cậu ta lại ghen tị vì mình sắp có được ngôi nhà đẹp nên ra sức ngăn cản đây mà. Đổ mất rồi. Nhưng thôi không sao, mình sẽ dựng lại ngôi nhà. Một chút nữa thôi là mình sẽ có được ngôi nhà mơ ước. Wow, cuối cùng cũng đã xong. Mình sẽ mời các bạn đến chiêm ngưỡng ngôi nhà sơn thủy hữu tình của mình. Trời ơi, không, không. Ông trời thật bất công, sao lại cứ đổ hoài vậy chứ? Chắc có lẽ sỏi đá ở đây nhiều quá, không giữ được ngôi nhà, mình phải từ bỏ thôi. Đành phải ra chỗ bằng phẳng dựng nhà vậy. Buổi sáng thật trong lành, ra ngắm hoa thôi. Hả? Bụi hoa thực dược đâu rồi? Trời ơi, trận mưa đêm qua đã làm sạt lở đất, bụi hoa thực dược cũng bị rơi xuống vực rồi. Hóa ra không dựng được nhà ở đây lại là may mắn cho mình. Nếu dựng được nhà, có khi mình đã tiêu rồi. Ngôi nhà xinh đẹp của ta ơi, ngôi nhà tuyệt đẹp của ta ơi. Đôi khi không đạt được điều mình mong muốn lại là một may mắn tuyệt vời. Đừng bao giờ quá bi quan với thất bại bạn gặp phải. Đề kiểm tra đặc biệt. Như chúng ta đã biết, cuộc sống có thị phong phú hay không, đó chính là sự sẻ chia của bạn bè, của người thân và của toàn xã hội. Và rút gọn lại bài học hôm nay, thầy muốn các em hãy chia sẻ và lắng nghe cuộc sống. Buổi học hôm nay của chúng ta diễn ra rất tốt. Thầy hoan nghênh tinh thần chuẩn bị đề tài của các em. Chúng em cảm ơn thầy ạ. Còn 25 phút nữa là kết thúc buổi học. Thầy cho phép các em nghỉ giải lao tại chỗ 5 phút. Vâng ạ. Ôi tuyệt quá. Tối qua anh Trần Hoàng tổ chức live show sinh nhật hoành tráng vô cùng luôn. Lớp mình có ai đi xem không? Mình có đi. May mà mình được đi, xin mãi bố mẹ mới cho đi ấy. Mình rất hạnh phúc vì tối qua đã tặng cho nấy chú gấu bông xinh xắn. Mình phải dành dụm tiền ăn sáng bao lâu đấy. Hôm qua mình phải đi khắp shop trong thành phố mới tìm được chú gấu ưng ý nữa. Mình mua bó hoa đẹp lắm, nhưng không lên tặng anh ấy được vì đông quá, phải nhờ bảo vệ mang lên giúp. Mình thì chỉ kịp viết lời chúc và số điện thoại của mình vào thiệp sinh nhật thôi, không biết anh ấy có đọc được hay không nữa. Chúng mình cũng vậy, có lên được đâu. Chỉ có tụi con gái là may mắn hơn thôi. Thôi, một tuần nữa chị Lệ Chi cũng tổ chức xuất diễn mừng sinh nhật của chị ấy đấy. Lúc ấy chúng mình phải mua vé sớm nha. Thôi nào, các cậu lại đây đã. Mình chụp ảnh với anh Trần Hoàng đây nè, đăng cả lên Facebook rồi đây. Vào like khẩn trương đi. Đâu, tớ xem nào. Hay. Nè Nam,
hôm qua có đi xem không? Ra đây xem ảnh cái ngọc đăng nè. Còn phải hỏi, thằng Nam thì chỉ có mà đi ngủ. Nhà nghèo rớt thế, lấy đâu ra tiền mà xem ca nhạc cơ chứ? Tiền mua sách vở còn không có nữa là. Các em tập trung lại đi, chúng ta sẽ làm bài kiểm tra 15 phút. Thưa thầy, thật sự thì tối hôm qua chúng em chỉ kịp chuẩn bị đề tài ngoại khóa hôm nay, chứ bài cũ thì chúng em chưa ôn kỹ ạ. À. Dạ, thế là chúng em vẫn là bài kiểm tra ạ. À? Đúng rồi. Thầy hiểu rồi. Nãy giờ thầy nghe các em trò chuyện với nhau nên thầy ra đề sẽ càng dễ hơn. Nhưng với đề bài này, các em nếu có câu trả lời thì chỉ trong 30 giây là xong thôi. Tuy nhiên, thầy vẫn cho các em 15 phút làm bài. Thầy tâm lý quá. Chúng em cảm ơn thầy. Giờ cả lớp có thể làm bài kiểm tra ngay tại đây. Dạ vâng ạ. Ồ. Em hãy cho biết ngày sinh của hai bạn ngồi cạnh mình. Đề gì mà lạ thế nhỉ? Sao thầy lại ra đề như thế nhỉ? Đây chính là bài kiểm tra lấy điểm 15 phút cho các em. Bây giờ thì các em lần lượt trả lời cho thầy. Và tuyệt đối phải tự nhớ, không được hỏi bạn của mình. Ồ. Thưa thầy, đề bài tuy là đơn giản nhưng mà chúng em... Dạ, chúng em không để ý nên không nhớ được thầy ạ. À. Thầy có thể cho chúng em cất đến buổi học sau được không ạ? À? Để chúng em... Cả lớp có ai làm được không? Nam, em có nhớ ngày sinh nhật của hai bạn bên cạnh em không? Dạ có ạ. À. Bạn Hoàng sinh ngày 15 tháng 9, còn bạn Na sinh ngày 20 tháng 12 ạ. À. Ồ, có đúng không nhỉ? Hoàng, Na, đó có đúng là ngày sinh nhật của các em không? Dạ, đúng ạ. Nam giỏi quá. Thật bất ngờ. Bây giờ các em đã nhận ra sự thiếu sót của mình chưa? Các em nhớ được ngày sinh của thần tượng, những người có thể chỉ thấy qua tivi, sách báo. Vậy sao người bạn thân của mình thì không một chút quan tâm? Tại sao lại chế giễu Nam chỉ vì bạn ấy không có tiền đi xem ca nhạc? Các em hãy lắng nghe cuộc sống xung quanh mình. Hãy quan tâm đến những người xung quanh mình hơn nữa. Chúng tớ xin lỗi Nam. Nam đừng trách bọn tớ nha. Chúng em thật vô tâm quá thầy ạ. À. Chúng em cảm ơn thầy đã nhắc nhở. Nhất định chúng em sẽ sửa chữa ạ. À. Vậy tiết học sau nhớ trả bài cho thầy. Dạ, nhất định rồi ạ. À. Chim ruồi thông minh. Ra ngoài kiếm đồ ăn thôi. Hai quả trứng chim ruồi đúng là món ăn mình yêu thích. Mình phải xử chúng trước khi chim ruồi mẹ đi kiếm ăn về mới được. Chị lại khóc thế? Con tôi vẫn còn chưa nở, vậy mà ai đó đã bắt đi mất rồi. Còn ai được nữa chứ? Chắc chắn là chim dẻ cùi rồi. Chúng luôn bắt chim non và trứng của họ hàng nhà ta mà. Khổ thật con tôi. Thôi chị đừng buồn nữa. Bao nhiêu họ hàng nhà chúng ta đã chết trong tay chúng. Tôi nghĩ họ nhà chúng ta phải tìm chỗ nào đó kín đáo hơn để làm tổ thôi. Chúng ta cùng làm tổ ở trong cái vách núi đá bên kia thì sao? Cũng được đó, ở đó kín đáo, chắc chúng chẳng thể tìm ra được chúng ta đâu. Vậy thì chúng ta đi báo cho mọi người chuyển tổ thôi. Chim đùi, chúng đang cắt cây khô đi đâu vậy nhỉ? Chắc chắn chúng chọn chỗ khác làm tổ rồi. Mình phải theo dõi mới được.
Chim đùi đỏ, chị đã bệnh xong tổ chưa? Tôi cũng sắp xong rồi đây. Ôi trời, tưởng làm tổ ở chỗ khác mà ta không phát hiện ra sao? Trời ơi, con tôi đâu rồi? Sao thấy chim đùi đỏ? Đám chim dễ cùi đang ghét, chúng lại cắp mất con tôi đi rồi. Cứ tưởng chọn nơi đây là kín đáo rồi, vậy mà bọn chúng vẫn phát hiện ra. Thật không thể chịu được, tôi phải tìm bọn chúng mới được. Đợi tôi đi với. Nhìn kìa, tổ của dẻ cùi đó. Chúng ta đánh xử tội hắn thôi. Cứu, cứu tôi với. Thật đáng đời, cuối cùng hắn cũng bị quả báo. Cũng phải, nhưng hắn còn rất nhiều đồng bọn nữa. Dù chúng ta có làm tổ ở đâu thì chúng cũng sẽ tìm ra thôi. Thế nên tôi nghĩ chúng ta nên làm tổ gần tổ của Diều Hâu. Làm tổ gần tổ Diều Hâu ư? Đúng vậy, giống chim dẻ cùi này rất sợ Diều Hâu. Nơi nào có Diều Hâu, chúng sẽ không dám bén mảng đến gần. Mà Diều Hâu thì chẳng bao giờ ăn thịt họ hàng chúng ta. Vậy chẳng phải chúng ta sẽ có Diều Hâu là bảo vệ canh tổ vững chắc hay sao? Ừ nhỉ, vậy mà tôi nghĩ không ra. Chúng ta phải tận dụng đặc tính này để bảo vệ mình. Vậy chúng ta cùng về xây tổ lại thôi. Kể từ đó, loài chim ruồi thông minh thường xây tổ bên cạnh tổ của chim diều hâu. Có diều hâu bảo vệ, chúng không còn sợ kẻ thù của mình nữa. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.